Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, với lợi thế gần thủ đô Hà Nội là khu đô thị với không gian xanh mát, Ecopark huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên là địa điểm vui chơi, tham quan nghỉ dưỡng của nhiều du khách trong và ngoài tỉnh khi ngày nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 kéo dài 5 ngày. Ghi nhận của nhóm phóng viên trong ngày mùng 1 tháng 5. Đây là lần thứ tư bà Hà ở tỉnh Bắc Ninh tới tham quan ngắm cảnh cùng gia đình tại khu đô thị Ecopark. Chỉ khác rằng lần này, bà cùng các bạn học cấp 3 của mình dành dịp kỷ lễ dài để đến đây tổ chức họp lớp kết hợp du lịch. Khung cảnh trong xanh, rộng rãi giúp bà và mọi người tận hưởng kỳ nghỉ một cách thoải mái và vui vẻ. Phong cảnh thiên nhiên quá đẹp, chúng tôi đã đi nhiều nơi rồi nhưng mà chưa có nơi nào cảm thấy thư thái như ở đây. Nhiều lần công tác ở Hưng Yên đi qua khu đô thị Ecopark, chị Thúy cùng gia đình cũng lập ra kế hoạch du lịch nghỉ dưỡng cắm trại tại đây khi mà dịch bệnh đang có nhiều chiều hướng gia tăng. Đây là một khu nghỉ dưỡng mà được đầu tư rất là bài bản và có chiến lược lâu dài, đảm bảo được các yếu tố về tiện nghi, tiện ích cho cái cuộc sống hiện đại, các cái yếu tố về môi trường, thiên nhiên, cây xanh là nó rất là phù hợp cho các cái nhu cầu hiện tại cũng như là tương lai sau này. Công viên Hồ Thiên Nga là khu vực thu hút đông đảo người dân du khách nhất với những điểm check-in thơ mộng cùng nhiều hoạt động ngoài trời như đua thuyền, thả diều, đạp xe cắm trại. Không chỉ nhiều du khách trong và ngoài tỉnh lựa chọn khu đô thị Ecopark là nơi nghỉ dưỡng, ngắm cảnh, mà ngay cả các bạn nhỏ cũng rất hào hứng với cảnh quan thiên nhiên rộng rãi, thoáng mát nơi đây để có thể tự do vận động khám phá. Ở đây thì con được chơi và các bạn con mình nó rộng rãi. Con cảm thấy rất là vui và thích thú. Con được chơi trò thám hiểm và đi xem những loại động vật ạ. Cảm nhận là Ecopark là một nơi rất yên bình, không quá bon chen, có những phút giây rất ý nghĩa và đầm ấm bên gia đình sau những ngày bận rộn công tác. Dịp nghỉ lễ dài, bên cạnh tổ chức các hoạt động vui chơi, dã ngoại tận hưởng thiên nhiên, tại khu đô thị Ecopark cũng vừa diễn ra giải chạy Ecopark Marathon 2023, thu hút gần 4.000 vận động viên tham gia. Qua đó, tạo thêm không khí sôi động vui tươi và những trải nghiệm thật đặc biệt cho người dân du khách khi đến với Ecopark trong kỳ nghỉ này.